Đây, hiện tại thì có ở đây thì có 4 siêu nhân người nhỏ nha bạn. Bọn tôi sẽ tìm cách ngăn cản những mục tiêu gì cái con quái vật so với sụp băng rồi các bạn. Đây, bọn tôi đã lấy vũ khí ra sẵn rồi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cách tiêu diệt tụi nó nha. Đây, mỗi người đều cầm một cái khẩu súng siêu nhân hết rồi các bạn. Đây, giữ cho. Đây các ông ơi, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch cũng như là đặt bom ở dưới chân của mấy con quái vật Sonic Spider-Man này các bạn để tiêu diệt tụi nó nha. Tuyệt đối là không thể để cho tụi nó tiếp tục tấn công thành phố nữa các ơi. Đây. Đây bây giờ thì người nhện tôi sẽ dùng bom nha bạn. Lúc đầu thì tôi sử dụng bom xăng các bạn, bom lửa ấy, không có tác dụng nha bạn. Lần này thì tôi sẽ sử dụng bom hẹn giờ thử nha. Đây. Đây các bạn, nó đang trèo lên cái bức tường này các bạn, tôi sẽ ném lên nha. Đấy. Ném lên. Đấy, nó sẽ dính nó lên cái vách tường các bạn. Một hồi tôi sẽ kích hoạt bom nổ tiêu diệt mấy con này nha. Đấy, ui nhiều chưa bạn? Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, bom được đặt ở trên ngay cái bức chỗ mà con quái vật nó đang trèo lên các bạn. Đây. Ở đây có hai con quái vật Sonic Spider-Man màu đỏ và màu đen nha bạn. Đấy. Rất nhiều bom đã được gắn lên ngay cái chỗ nó trèo rồi các bạn. Ui, gắn lên cao lên nha bạn. Đấy. Ây da, ui ui, sao lại đặt ở dưới đây? Tiếp tục nha. Đấy. Mày. Càng nhiều càng tốt các bạn. Đấy, lỡ đâu mấy con quái vật này thì một hai trái bom nó nổ. Ui, đây các bạn, tiêu diệt được rồi nè. Đấy. Tiêu diệt được hai con rồi. Thấy chưa các bạn? Wow. Đây. Đây, một con Sonic Spider-Man quái vật màu đỏ và một con màu đen đã bị tiêu diệt các bạn. Đây. Đây các bạn. Ủa nó nổ nứt tường các bạn. Đây. Nó nổ đen thui cái bức tường trên đây luôn nè, thấy chưa? Wow, tính ra là bom hẹn giờ có tác dụng nha bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm cách đặt bom vào chỗ những cái con quái vật nó đang trèo nha bạn. Để tiêu diệt tụi nó càng nhanh càng tốt nha. Đây, các siêu nhân người nhỏ bọn tôi đã tiêu diệt được hai con rồi nè. Đây, hai con quái vật Sonic Spider các bạn. Đây, tiêu diệt được hai con rồi. Bây giờ sẽ xử lý luôn mấy cái con đang trèo lên tường các bạn. Đây, tiêu diệt thêm mấy con nữa các bạn ơi. Ui các bạn, có một con nó tấn công các bạn. Đây, tôi tiêu rồi. Bọn tôi đã chọc giận mấy con quái vật này rồi. Bây giờ mấy con này nó không thèm trèo tường các bạn. Nó tấn công các siêu nhân người nhện bọn tôi rồi. Đây, tiêu rồi các bạn. Đây, có một con nè. Ui, con này mạnh lắm các bạn ơi. Đây, bây giờ nó tấn công các siêu nhân người nhện bọn tôi rồi. Ui dồi ôi, đây. Ây da, nó đánh các siêu nhân người nhện bọn tôi lăn. Ây da, trời ơi, lộn nhào luôn các bạn ơi. Trái, đây có một con các bạn. Con này là con Sonic Spider-Man màu đỏ nha bạn. Ây, trời nó đá nè các bạn. Ui 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 ui. Ây da, trời ơi, nó quýnh nè các bạn. Ui ui ui, văng cái băng đá luôn. Ghê thiệt. Tiêu rồi. Ây da. Đây, cái con này mạnh lắm. Ui, nó ghinh chiếc xe luôn các bạn. Ây, tiêu diệt con này trước nha. Ui ui, đây. Đây các bạn. Đây. Đây, có một con đó, nó bắt đầu tấn công cái siêu nhân người nhện bọn tôi rồi. Bọn tôi không kịp đặt bom các bạn. Ôi trời ơi. Ai nó lại bắt đầu tấn công bạn. Hai cái siêu nhân người nhện bọn tôi đang bắn đó bạn. Không xi nhê gì luôn. Tôi tiêu rồi bạn. Nó bắt siêu nhân Spider-Girl nữ người nhện rồi. Ai thấy chưa? Nó bắt siêu nhân người nhện rồi. Nó giải cứu siêu nhân người nhện thôi. Bởi vì nó bắt vào nó nắm vào siêu nhân người nhện bạn. Tiêu rồi, nó trốn rồi bạn ơi. Nó bắt được siêu nhân nữ người nhện rồi bạn. Ai tôi tiêu rồi. Nó bắt siêu nhân nữ người vợ làm con tin rồi các ơi. Đấy các bạn. Đấy, cái siêu nhân người vợ bọn tôi đang ra dùng súng bắn đó để giải cứu nữ người vợ nhưng mà không được các bạn. Con này quá. Chạy được các ơi. Ủa nó nhảy lên rất là cao nha. Ui nó chạy mất tiêu rồi. Tiêu rồi. Siêu nhân nữ người vợ Spider-Girl bị cái con Sonic bay là quái vật này bắt đi rồi nè, thấy chưa? Nó bắt đi rồi. Mày da nó bắt đi siêu nhân nữ người nhện Spider-Girl rồi, phải mau chóng đuổi theo nó nha bạn. Đây, con quái vật Sonic Spider-Man nó trốn nó mất tiêu rồi. Đây, rõ ràng là người nhện tôi thấy nó nhảy qua cái bụi cây này các bạn. Ui nó nè các bạn, đây. Hình như là nó các bạn. Đây phải không? Ui đây các bạn. Ui. Nó bắt thêm người nhện màu vàng nữa các bạn. Đây. Đây, hiện tại thì trong tay của cái con quái vật Sonic Spider-Man màu đỏ này thì nó đang bắt siêu nhân người nhện màu vàng và siêu nhân nữ người nhện Spider-Girl các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Ui, tiêu rồi. Đây à.
Bây giờ chúng ta phải tìm cách giải cứu hai siêu nhân người nhện đang bị cái con quái vật Sonic Spider-Man này bắt nha bạn. Đây, phải giải cứu được hai siêu nhân người nhện này các bạn ơi. Đây, nó bắt được nghe cho. Ui, nó bỏ chạy được các bạn ơi. Đây, đây. Ui, nó bắt đầu di chuyển nè bạn. Đây, bây giờ thì siêu nhân người nhện tôi sẽ tìm thêm và đuổi theo nó và cũng như là theo dõi nó để tìm ra căn cứ của mấy con quái vật này bạn. Ui, nó bỏ chạy được kìa. Đây, đây, nó chạy mất tiêu rồi. Ủa nó chạy qua bên kia rồi con ơi. Đây, 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 nó kìa, nó kìa. Ui, nó kìa, nó kìa. Núp, 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 núp. Ui, nó kìa. Đấy các bạn, nó chạy qua bên kia rồi kìa. Đấy, ủa, nó đuổi theo. Đây, bây giờ bọn tôi sẽ đuổi theo con quái vật này để tìm ra căn cứ của tụi nó và giải cứu các anh em siêu nhân người nhện nha. Đây, đây. Bọn tôi đuổi theo nó tới đây thì biến mất tiêu rồi bạn. Cái con quái vật Sonic Spider-Man nó bắt giữ siêu nhân người nhện màu vàng và cùng với nữ người nhện nó trốn nó mất tiêu rồi. Đấy các bạn, chỗ này hiện tại đang rất là hỗn loạn các bạn ơi. Những người dân bọn họ hình như là bọn họ rất là hoảng sợ bởi cái mấy con quái vật Sonic Spider các bạn. Bây giờ thì người nhện tôi sẽ gửi tín hiệu về căn cứ của tôi để gọi thêm các anh em siêu nhân người nhện đồng đội của tôi đến để giúp cho bạn. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu các anh em siêu nhân người nhện đang bị cái con quái vật Sonic Spider-Man bắt giữ, cũng như là phải tiêu diệt tụi nó nha, không thể để cho tụi nó tấn công thành phố nha. À, hiện tại thì người nhện tôi đang nhắn tin và gửi tín hiệu cho các anh em siêu nhân người nhện, các cậu ấy biết vị trí và đến đây giúp bọn tôi nha. Đây các bạn, sau một hồi thì ở căn cứ đã gửi cho bọn tôi ba siêu nhân người nhện đồng đội khác đến nè bạn. Okay. Bọn họ đi một chiếc xe cảnh sát tới nha. Đây, hiện tại thì các anh em siêu nhân người nhện đồng đội của tôi cũng đã đến rồi các bạn. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng giải cứu siêu nhân người nhện màu vàng và cùng với nữ người nhện đang bị cái con quái vật Sonic Spider khổng lồ bắt giữ rồi. Đi đi anh em ơi, phải tìm ra tụi nó và tiêu diệt nha. Đây, bây giờ thì các siêu nhân người nhện bọn tôi phải chia nhau ra. Ui, đây các bạn, xuất hiện một con nè. Ây, ây, một con Sonic Spider màu đen nè. Các bạn thấy chưa? Ui, ghê vậy. Ui, tụi nó bắt đầu xuất hiện rất là nhiều bạn. Ở đây có một con nữa nè. Ui, đây có một con Sonic Spider-Man màu đỏ nè bạn. Đây, 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 đây. Ui, đây, sao nhiều vậy? Ở đây có một con màu đỏ nữa nè. Ui, nó đang bò nè bạn. Ây, tôi tiêu rồi. Tại sao bây giờ xuất hiện nhiều dữ vậy bạn? Ây, con quái vật Sonic Spider-Man màu đỏ nè bạn. Ây, ui, tụi nó đang ghê quá luôn ơi. Các bạn nghe tiếng của tụi nó không? Giống như là zombie các bạn, chứ không phải là cái con Sonic bình thường đâu nha. Ai, các bạn nghe tiếng của tụi nó không? Ủa, nó giống như là zombie các bạn. Tiêu diệt nó đi nè. Ủa, nhiều lắm các bạn.